Trên đỉnh Tà Mô Tác giả Cao Hoài Sơn Phần 14 Chương 10 Qua những trại tù Tiếp theo Khoảng 3 tháng sau, con đập bằng đá được ràng bằng rọ kém gai đã làm xong, nhưng nước thì cứ rò rỉ tuôn ào ào dưới chân đập. Không giữ được nước mang tiếng đập tràn nhưng nước không tràn qua mặt đập được. Ngày khánh thành con đập đã đến, các kỹ sư trách nhiệm bí quá, không biết giải quyết ra sao, đành phải hỏi ý kiến chúng tôi xin giúp đỡ. Sau khi thảo luận tìm nguyên nhân, chúng tôi giải quyết trong một đêm bằng cách sử dụng 200 người lặn xuống đáy đập, dùng đá nhỏ chèn lại các lỗ rò rỉ. Nước tràn qua đập thật đẹp như một dải lụa trắng với âm thanh ầm ầm của nước vỗ vào vỉa đá bên dưới. Ngày hôm sau, đại tá sư trưởng đến Khánh Thành đập. Chúng tôi được nghỉ một ngày và ăn bận chỉnh tề đón sư trưởng. Đến giờ sư trưởng đến, hắn ta đọc bài diễn văn dài lê thê. Hết lời tán dương đoàn tám, nhưng quên nhắc đến công lao đám tù cải tạo đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt thậm chí cả máu để hoàn thành đúng kỳ hàng con đập và đám tù đang đứng xếp hàng đón chào trước mắt hình như hắn ta coi như chuyện tù cải tạo làm lao động trên công trường là chuyện đương nhiên tối đó chúng tôi được xem văn công của việt cộng trình diễn thật khác với ca sĩ của việt nam cộng hòa giống y như nghe trên đài phát thanh hà nội những giọng ca cao vút như chim theo nhịp điệu của Trung Quốc mang hơi hám rừng rú. Thú thật, chả biết bọn chúng hát cái gì. Quanh đi quẩn lại chỉ các bài. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Tiếng chạy trên sóc bom bo, tiếng đàn ta lư. Chả có hay ho gì, chỉ thấy lạ tai vì nghe chúng gầm rú. Mặc dù chúng tôi đã có nhiều sáng kiến như chế tạo cần cẩu theo nguyên tắc đòn bẩy để chuyển đá nặng vài trăm ký từ độ sâu 4 mét lên mặt đất dễ dàng, bất cực nhọc. Và năng suất tăng rất cao khỏi phải dùng nhiều chất nổ. Nhưng vì mương nằm trên vỉa đá, nên đến giờ này đập thì làm xong nhưng mương không hoàn thành được. Uổng công cho chúng tôi đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức. Đúng với câu, nước sông công tù sau này khi được về nhà, tôi được biết thêm tin tức về con đập này. Chính quyền địa phương trong mấy năm liên tiếp đã điều động vài ngàn dân công từ xã Sông Lũy, Lương Sơn lên đào tiếp con mương mà chúng tôi đào còn gian dở. Nhưng không tài nào đào nổi vì lớp đá bên dưới. Công trình tốn kém bao mồ hôi công sức, bị bỏ hoang phế đến bao giờ mới tiếp tục được cho dân trong vùng được nhờ gần đó đám thanh niên xung phong được điều lên đây làm không được đành bó tay các em than thở là bị bắt buộc đi thanh niên xung phong một số lớn đã trốn về nhà vì không chịu nổi công việc nặng nhọc và cái nắng nóng như thiêu như đốt buổi trưa nắng như đổ lửa vì đất và đá bị nung lên bốc hơi nóng khủng khiếp đoàn quay phim của nhà nước lên quay đám thanh niên xung phong này về làm phim tài liệu tuyên truyền nhưng có khúc mương nào mà đám thanh niên xung phong làm ra hồn nên tới mượn chỗ chúng tôi làm để quay về chiếu trên truyền hình để tuyên truyền tù cải tạo thì việc cộng bắt trốn kỹ vào rừng trong thời gian quay phim dụng cụ dùng để bẫy đá từ dưới mương sâu lên các em không biết sử dụng chúng tôi phải hướng dẫn cách làm. Thật xảo trả hết chỗ chê cho cái trò hề tuyên truyền bẩn thỉu, Trò lừa dối nhân dân như vậy cho tới nay đã hơn 40 năm rồi cũng vẫn y như ngày nào. Thấm thoát, Tết lại đến. Tết này là Tết thứ ba mà anh em tù cải tạo còn trong cảnh đọa đầy. Hơn 9 tháng, chúng tôi không được thăm nuôi, lại làm việc trong điều kiện quá tồi tệ. Ngày thì nắng cháy da người, đêm thì lạnh buốt xương, ăn uống đói khát, nên ai nấy đều hốc hác thấy rõ. Có lần phải ăn củ nần bị trúng độc xém chết cả đội. Để chuẩn bị ăn Tết, Bộ Chỉ huy trại cho được thăm nuôi, để thân nhân tiếp tế thực phẩm cho tù cải tạo có thêm thực phẩm ăn có sức cày tiếp. Ngày thăm nuôi thật rộn rịp bên bãi cỏ gần bờ sông từng gia đình quay quần trên bãi cỏ ăn cơm một anh bạn đại úy tôi không nhớ rõ tên đã viết một lá thư lén trao cho vợ gửi về cho mẹ bị cán bộ quản giáo bắt được tối đến bức thư được đem ra đọc cho toàn trại nghe nội dung bức thư chẳng có gì là chống phá cách mạng nhưng quản giáo bắt phải phê phán sao dám nói xấu cách mạng vì lâu quá nên tôi chỉ nhớ đại ý nội dung thư. Đầu thư là gửi lời thăm gia đình. Sau đó có đoạn viết than thở về sự cực khổ ở đây. Đồng thời cho biết là có hy vọng là sẽ được về nay mai. Trong thơ có đoạn viết Đêm thì trăng sao, ngày thì nắng dọi. Con này đã ở cuối đường hầm, đã thấy vài tia sáng le lói ở cuối đường. Mẹ an tâm, ngày về của con không còn bao lâu nữa. Chỉ có vậy thôi mà đã cho là bồi bác cách mạng. Cả đám tù như lặng câm, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ngồi im lặng và càng thấm thía cho kiếp tù. Giận thay lũ việt cầm ngu sủng. Đem cảm xúc ý nghĩ thành thật của một tù nhân ra làm trò đùa. Bức thư này được cho là phản động nên bắt anh phải kiểm điểm nhận lỗi. Ngoài ra, Đại úy Thiết Giáp viết huyết lệ ký gửi cho con gái mới sinh năm 1975 là Tôn Nữ Đan Huyền. Nhắn nhủ con gái không được lấy chồng là nón cối và gọi bắt cộng là bọn nó, bị ban quản giáo cho là tên cực kỳ phản động. Tết năm đó ăn Tết trong buồn tẻ, Chúng tôi chặt vài cụm mai rừng đang ra búp về cắm trong những cái thùng chôn giữa sân. Hàng ngày ngồi trên sạp tre nhìn hoa nở để nhớ lại hương vị của ngày xuân. Mai rừng nở rộ tô điểm cho rừng hoang thêm sắc màu. Nhưng lòng người càng ảm đạm vì nhớ vợ con đang nheo nhóc ở nhà. Càng ngày công mương dài ra và gặp toàn đá, công trình bị chậm lại không biết bao giờ mới xong. Sau Tết, hơn 200 tù cải tạo được về. Rồi Việt Cộng ra lệnh tất cả tù cải tạo rút về hàm trí. Các anh em làm ruộng ở giếng triền cũng tù hết về đây. Sau này mới biết tụi miên đánh phá dọc kinh Vĩnh Tế, Tây Ninh. Chiến tranh sắp nổ ra nên lính Việt Cộng chuẩn bị đem quân đối phó, thôi không làm kinh tế nữa. Hàm trí Long Hoa. Ngay trước đồn Nora Long Hoa có con đường đất nối liền quốc lộ 1 với hàm trí chừng 3 km. Vùng này khô cằn, đất đai không được màu mỡ. Cách chỗ trại đóng chừng 2 km mới có vài ngôi nhà và có một giếng nước ở khu đất trũng. Trong phạm vi trại có con suối cạn chảy qua. Khi có mưa thì có nước. Hết mưa thì khô cạn. Chúng tôi phải làm đập chặn nước lại mà phải đào giếng dưới lòng suối cũng không có nước. Trại A ở cách trại B và C một quãng đường ngắn nhưng ít khi thấy nhau. Hai trại được rào lại bằng cây rừng cao 3 mét bởi hai lớp rào cách nhau 1 mét. Mỗi trại được lệnh phải cất một hội trường lớn lợp tôn hội trường này trại chỉ định đội tôi cất nhưng dụng cụ chỉ có khoảng vài chục cây rửa cùng trong kho thì lấy gì cất đây nhưng lệnh trên xuống thì bằng mọi cách phải làm cho xong cuối cùng sau nửa tháng vật lộn hội trường đã cất xong nhưng không có dụng cụ và đinh để đóng tôn bộ chỉ huy trại điều một đội của khối đại úy ra đồn nora lấy kẽm gai con Sertina về chặt làm đinh nên nhớ đồn này vòng rào toàn mìn bảy giải phóng đã lâu mà chúng cũng không dám dọn sạch thì đủ biết sáng hôm đi lấy kẽm gai anh em tù như đi vào cõi chết đoàn người phải mang theo võng để khiêng người có thể có người chết vì vòng rào đồn toàn mìn chúng tôi chỉ cầu mong đừng nghe tiếng nổ nào vòng về từ đồn nô ra may mà không ai có việc gì ai cũng vui mừng Việt Cộng đã coi mạng những người tù cải tạo Việt Nam Cộng hòa không ra gì, còn thua mấy cây đinh. Tại đây, chúng tôi phá rừng làm rẫy trồng bắp, cao lương, lúa, đậu phộng, đậu xanh, nuôi trâu bò heo. Một đội lên rừng lấy gỗ về cưa xẻ thành từng miếng, đóng sạp cung cấp cho quân khu 6 đổi gạo để ăn. Nói chung trại trung úy và thiếu úy có phần dễ dãi bên đại úy thì bị kềm kẹp một cách tàn độc, nên toàn trại có những cuộc vượt trại xảy ra. Toán đầu tiên vượt trại là nhóm của đại úy Nguyễn Văn Ba, Thông Minh C, Đặng Phiên, Thông Ngộ, gồm bốn người. Sau đó không lâu, nhờ sự giúp sức của gia đình, thêm một đại úy vượt trại thành công, gây tức tối cho bộ chỉ huy trại nên các anh càng bị kềm kẹp khe khắc hơn. Trung tuần tháng 3 năm 78, một toán đại úy khoảng 20 anh vài mang ba lô đi ngang qua trại B. Gặp lúc chúng tôi đang làm việc sát đường nên hỏi các anh đi đâu đó. Các anh cho biết là đi chặt tre. Tôi thấy trong toán có những người tôi quen như đại úy Nguyễn Văn Ngư, Trần Hữu Thân, hôm sau thì nghe tin các anh vượt trại thành công riêng đại úy ngư trở về đồng trên sông mau giả làm thầy trang làm ruộng nuôi gia đình vợ anh thường lén lên thăm anh nên có bầu gia đình chồng tố giác chị lấy trai muốn đuổi ra khỏi nhà để cướp tài sản nên chị đành khai thiệt để giữ lại nhà cho chị và con có chỗ nương thân không ngờ người anh ruột thịt vì tranh tụng nhà cửa lại tố giác em mình, nên anh bị bắt, việc cộng bao vây bắt về nhốt tại đồn công an Bắc Bình, tại chi khu Hải Ninh, năm 1981. Khi tôi được thả về nhà hàng tháng phải lên trình diện ở công an huyện Bắc Bình, bỗng tôi nghe tiếng kêu Sơn, anh ngư đây. Tôi dòm qua lỗ lô cốt thì thấy anh Ngư, đại đội trưởng đại đội 118 địa phương quân cũ của tôi đang vẫy tay trong lỗ châu mai. Anh hỏi tôi có thuốc lá thì cho anh xin. Tôi quăng cho anh cả gói thuốc và cái hộp quẹt mà không sợ bọn công an truy ra tại sao anh có nó. Còn đại úy Trần Hữu Thân, sau bao năm trốn tránh tại Sài Gòn, đã vượt biên bằng đường bộ sang được Thái Lan sau qua được Hoa Kỳ, định cư gần Philadelphia. Còn hai bạn sau khi chia tay không biết đi về đâu. Trước đó chúng tôi được nhận tin của hai anh Hoàng Văn Bản và Nguyễn Văn Minh vượt trại thành công. Cuộc vượt trại của trại B trung úy xảy ra vào buổi trưa ngày Chủ nhật. Chúng tôi đang nghỉ trưa thì nghe tiếng súng nổ hàng loạt. Thì ra một số anh em tù cải tạo nhóm trung úy lợi dụng lúc đi tắm ngoài mương bỏ trốn. Nhưng không biết tại sao kế hoạch bị lộ nên bị Việt Cộng phục kích bắt khi vừa mới ra khỏi mương nước trước trại trốn đi. Các anh Lê Quang Nồng, Phan Văn Quý, Nguyễn Duy Trác bị bắt tại trận. Còn anh Phạm Kim Hoành bị kích 81. Anh trước đây làm huấn luyện viên môn mưu sinh thoát hiểm tại Đồng Bà Thìn. Giờ chót anh nghi ngờ sau đó có thể bọn anten biết cuộc vượt trại này nên không đi, vì thế không bị bắt tại trận. Như thế chứng tỏ kế hoạch trốn trại bị bại lộ và anten đã báo cáo nên mới bị hốt trọn ổ. Anh Phạm Kim Hoành đoán đúng. Chính trị viên trung úy Hồng Thọt dân bắc không tìm ra Hoành biệt kích nên hùng hổ vào trại tập hợp toàn thể trại viên điểm danh. May mà tìm thấy anh Hoành còn có mặt tại đội. Ba anh bị trói thúc ké bắt quỳ trước hàng quân nhận những lời sĩ vã và sau đó bị bỏ đói và tra tấn tàn bạo, bị cùng hai chân trong nhà cùng. Lê Quang Nồng bị tên cảnh vệ Lê Mông người Bắc đã gãy mấy cái ba sườn. Chiếc giày của hắn còn dính vào lòng ngực của Nồng. Mang chấn thương nặng khi chuyển ra trại A30 Phú Khánh trước sự chứng kiến của anh Lê Trung Dị đang bị cùm trước đó vì tội đòi cách mạng thi hành luật tù binh quốc tế. Sau đó Lê Quang Nồng đã bị cắt mạch máu tay tự tử nhưng không chết. Các anh bị cùm và tra tấn giả mang trên 6 tháng cho đến khi sắp chuyển ra A30 mới được tha khỏi cùm. Được biết, Lê Quang Nồng trước đây là một đại đội trưởng tại Quảng Đức trên đường di chuyển bằng xe Honda cùng với một chuẩn úy trung đội trưởng đã bị Việt Cộng bắt. Người chỉ huy toán Việt Cộng bắt anh hôm đó, 1970, lại chính là quản giáo Tùng hiện có mặt tại đây. Anh bị bắt làm tù binh tải đạn và đưa ra bắt nhốt. Anh có một giọng ca truyền cảm, đặc biệt rất hay anh được Việt Cộng đưa từ trại tù về Hà Nội hát trên đài phát thanh để tuyên truyền. Sau Hiệp định Ba Lê năm 1973, anh được trao trả tù binh. Để răng đe rung cây nhắc khỉ, Bộ Chỉ huy trại cho tập hợp toàn thể trại viên để nghe lời thú tội của Đại tá Ngô Tấn Nghĩa gửi đến toàn thể quân dân cán chính tiểu khu Bình Thuận. Thật là lão tết. Lúc này Đại tá Nghĩa đã vượt biên được qua Thái Lan sau khi Việt Cộng giải phóng được hơn tháng và đang định cư tại Mỹ. Không biết Đại tá Nghĩa nào đây? Qua giọng nói rè rè, nghe không rõ của cái máy thu băng. Giọng Đại tá Giỏm kêu gọi tất cả mọi người an tâm học tập. Chính bản thân ông cũng đang được nhà nước khoan hồng cho cải tạo một trò hề rẻ tiền như vậy mà chúng cũng nghĩ ra thật trơ trẽn hết chỗ nói. Đại úy Thông Minh C, người thượng vượt trại trước đó về sống ở buôn thượng trên buôn mê thuộc, bị bắt lại đem về cho chúng tôi nhìn mặt để dằn mặt. Lúc này Cộng sản Việt Nam đã xâm lược Campuchia. Kế tiếp là Trung Quốc, anh em môi hở răng lạnh dạy cho Việt Nam Cộng sản một bài học tháng Giêng năm 1979. Chiếm sáu tỉnh miền Bắc, giết không biết bao nhiêu dân lành và lính Bắc Việt. Chúng tôi được lên lớp cho biết bọn bá quyền Trung Quốc xâm lăng nước ta không còn tình hữu nghị gắn bó môi hở răng lạnh như trong lúc học tập mà đảng đã rêu rao. Trước ngày 26 tháng 10 năm 1979, nhằm ngày quốc khánh của đệ nhất Cộng Hòa dưới thời ông Diệm một ngày. Không phải ngày lễ lạc gì của Việt Cộng, thế mà trại làm bò cho ăn. Chúng tôi nghĩ chắc có chuyện gì đây, và quả nhiên như vậy. Sáng sớm hôm sau, đúng ngày quốc khánh của đệ nhất Cộng Hòa, tất cả chúng tôi được lệnh mang toàn bộ hành lý tập trung ngoài sân và một đoàn xe tải đã có mặt sẵn sàng trên đường đất nhỏ trước trại. Danh sách đọc chia làm ba nhóm. 100 người được cho về, 400 đi trại sông cái Phan Rang. Số còn lại hơn 600 và toàn bộ trại A khối đại úy lên xe ra quốc lộ 1, trực chỉ về hướng Bắc. Với việc Cộng, chúng cho đây toàn là thành phần cực kỳ ác ôn, còn sót lại sau bao lần sàng lọc. Trại A30 Phú Khánh, Chúng tôi phải qua một ngày một đêm di chuyển liên tục trong xe tải mà cửa bẩn sâu của xe tải bị khóa chặt. Mỗi xe 50 người ngồi thờ thẫn trong thùng xe, tiểu tiện trong những thùng mang theo. Điều oái oăm là không biết vô tình hay cố ý, món thịt bò ăn hôm ra đi làm chúng tôi tiêu chảy khủng khiếp. Thường thì lễ lạc chúng tôi mới được cho ăn vài miếng thịt nhưng hôm đó không nhằm ngày lễ lớn mà có thịt để ăn. Cho dù mỗi người tiêu chuẩn chỉ được cục thịt to bằng ngón tay cái. Nên nếu muốn nhân lúc này chạy trốn cũng không nổi. Trưa xe đến Nha Trang. Đoàn xe đậu lại chỗ ngã ba Nha Trang và con đường mới để đi qua đèo cả cho tài xế nghỉ ngơi và ăn cơm. Dù việc cộng chúng không muốn nhưng bắt buộc vì tài xế quá mệt mỏi và đói. Chúng tôi được cho xuống xe vào khu nhà dân kế bên cái chợ trồn hổm kế đó xin nước uống, thì bị bắt gặp những ánh mắt thù hận. Một ông già quát tháo hỏi, Các chú là ai mà vô xin nước làm phiền chúng tôi? Tôi thay mặt anh em, tôi nói nhỏ nhẹ vì không biết đối tượng thuộc dạng gì Thưa bác, tụi cháu là tù cải tạo được đưa từ Phan Thiết ra đây. Vừa đói vừa khát mà cũng không biết bị đưa đi đâu. Bác nghĩ tình thì cho xin chút nước ngoài lưu để uống còn tiếp tục đi. Chứ tụi cháu đâu muốn xuống đây. Ông già giật mình, ngó kỹ đám chúng tôi thì nhận ra không phải đám thanh niên xung phong mà không ai ưa thích. Ông liền nói sau khi đổi sắc mặt Vậy sao? Bác xin lỗi. Mấy cháu gọi nhau lấy hết lu cũng được. Và có cần gì thì bác giúp. Không biết bọn thanh niên xung phong làm gì mà dân họ ghét thế. Khuya hôm đó, xe dừng lại ở đỉnh đèo cả cho đi vệ sinh với sự canh phòng nghiêm ngặt của vệ binh. Đến Tuy Hòa, sau khi qua khỏi cầu Đà Rằng, xe quẹo trái trên tỉnh lộ 7B đài lộ máu chừng 20 km. Phía bên phải đường là xã Thạch Thành, bên trái là trại A30 Phú Khánh khét tiếng. Phía trên chừng 2 km là đập đồng cam lớn nhất miền Trung. Trại nằm sát bờ sông Ba, cách đó 3 km, dọc theo sông là phân trại tù Bình Sơn. Trước 75 khu này là đồn điền trồng mía của người Pháp hệ thống tưới tiêu rất hiện đại, đất đai phì nhiêu. Việt Cộng dùng nơi này làm nông trường cho trại tù. Quá mệt mỏi và buồn ngủ vì lái xe liên tục. Một xe chở tù lủi xuống mương nước, may không ai bị chết. Xe vào trại lúc 9 giờ sáng. Các thùng chứa phân mang theo trên xe đã đầy mà bụng cứ đau từng cơn. Khỏi sợ thằng nào hết, chúng tôi tràn ra các đám ruộng kế sân vận động, tha hồ mà xả bầu tâm sự. Mặc cho mấy chục vẹm cái công an muốn xem kiểu nào thì xem. Hồi ban đầu còn nghe tiếng mấy em thè thế chửi bới. Chúng tôi vẫn coi như pha. Cán bộ quản giáo tổng trại 8 theo đoàn hộ tắm phải giải thích. Đám công an ở trại A30 mới hiểu ra và để yên cho bọn tôi bón ruộng bằng phân bắc. Chúng tôi được bàn giao cho công an trại A30 Phú Khánh quản lý. Tiêu chảy làm toàn bộ đuối sức, không còn đứng nổi để tập họp bàn giao. Các đội trưởng cũ từ hàm trí ra vẫn được trại A30 lưu dùng, nhưng không gọi là đội trưởng mà là nhà trưởng. Tôi được sắp vào nhà mang số 13, căn nhà tù lập bằng tranh nằm sát mép sông Ba, một con số xui xẻo không hàm chút nào. Dồn vô nhà 13 này toàn dân thứ dữ như nằm trác thái. Đã vậy Lê Đình Thái còn muốn lợi dụng sự có bà con quen biết với cán bộ ở Tuy Hòa này làm một cuộc đảo chánh để làm nhà trưởng. Anh em lo quá vì nếu để tên anten này làm nhà trưởng thì có nước chết. Vì thế một cuộc họp nội bộ âm thầm bàn kế sách để chống đảo chánh của an tên Lê Đình Thái, không cho hắn làm nhà trưởng. Khi cán bộ quản giáo thừa, bà con với Lê Đình Thái tỏ ý muốn Lê Đình Thái làm nhà trưởng. Anh em rất lo lắng. Tại sông Mau, anh Thái đã làm khối phó khối cấp dưỡng, lo phục vụ ăn uống cho anh em. Hắn đã tham ô bớt nên bị cách chức may sao cán bộ thừa đổi đi chỗ khác và quản giáo hòa còn rất trẻ về thay cũng lại người tuy hòa và quen biết với lê đình thái và được cán bộ thừa gửi gắm quản giáo hòa chưa có kinh nghiệm nên đồng ý theo anh em đề nghị là cho anh thái làm tổ trưởng trước để xem có năng lực hay không rồi mới cho làm nhà trưởng quản giáo hòa đồng ý và nhà trưởng sắp xếp một tổ toàn những tay chiến địa có máu mặt cho Lê Đình Thái làm tổ trưởng. Chừng một tháng sau, chính Lê Đình Thái van nài xin quản giáo hòa cho thôi làm tổ trưởng vì chịu đời không nổi. Như thế chúng tôi cùng hợp lực để loại bỏ tên anten nguy hiểm này ra khỏi vòng chiến và cuộc sống thanh bình trở lại với nhà mang số 13. Trại A30 là một trại khét tiếng về mức độ tàn bạo. Chúng dùng tù hình sự làm toán trật tự đàn áp thẳng tay các vụ chống đối. Đứng đầu nhóm này là tên Ghe, trước đây là xã đội trưởng Việt Cộng. Y đã lạm dụng quyền lực giết chết người để trả thù riêng nên vào tù, vậy mà chỉ bị kêu án có 3 năm tù. Tên này là một hung thần sát thủ, Phù tá là tên Bình, tên Đức, tên Sơn. Phân trại Bình Sơn, cách đó 3 km, nằm dọc theo sông Ba, dùng nhốt tù hình sự và phản động theo cách gọi của Việt Cộng. Thực chất đây là những người tù chính trị. Trại được chia theo các đội ngành nghề gồm có đội rau xanh, đội nông nghiệp, đội mọc, đội cưa xẻ, đội gạch ngói, đội xây xác, gồm tất cả 54 đội, chưa kể các tổ biệt lập. Đặc biệt có hai đội nữ hơn 400 chị em, đa số là tù vượt biên bị bắt tại vùng Khánh Hòa. Tội phản động, vượt biên, hình sự đều nhốt chung. Có hai đội nam tuổi các em còn nhỏ, căn tội vượt biên, được nhốt riêng chờ ngày tống đi thanh niên xung phong. Ngoài ra còn có một nhà kỷ luật trang bị gông cùng xích xiền, chuyên nhốt những tù chính trị cứng đầu. Bên cạnh đó là nhà giam các linh mục. Tôi thấy có ba vị bị nhốt tại đây, trong một nhà riêng, có rào bao quanh, không cho ai được tiếp xúc. Bên các sư Phật giáo có vài sư tuyên úy, nhưng cho ở chung với thường phạm, nhưng việc cộng buộc phải để tóc và mặc đồ tù. Nhà cửa chật chội, đáng lý chứa 80 người là chật cứng. Nay chứa tới 120 người nên vô cùng chật chội. Chuột thì hàng ngàn con tha hồ tung hoành lục lọi đồ đạc của chúng tôi tìm thức ăn. Chúng tôi phải ngủ nghiêng nên vô cùng mệt mỏi. Chừng nửa tháng sau, các anh em của Tổng trại năm cũng bị dồn về đây. Trong đó có tù nhân nổi tiếng Lý Tấm. Tôi tìm lại được người bạn thân hồi còn trong trường Thủ Đức là anh Lê Ngọc Khang, nguyên là một luật sư tập sự bị động viên. Số người tại đây tăng lên hơn 6.000 người. Quả là kinh hoàng, nhưng cũng nhờ sống chung đụng như vậy mà tôi ghi nhận được nhiều điều cần biết về chế độ tàn bạo này. Chúng tôi phát động phong trào diệt chuột. Mỗi tổ ít nhất phải có ba cái bẫy chuột tiếng bẫy sập thâu đêm. Tổng kết trong 3 tuần mà riêng nhà 13 diệt được 2.500 con chuột. Đến nỗi lũ chuột con không có mẹ, đói quá, bò ra lỗn ngổn, rớt từ mái tranh xuống mình chúng tôi khi đang nằm ngủ. Tôi cũng không thể nào đùa giỡn nổi sau khi nghe tên Đại tá Lê Đại, trưởng ty công an Phú Khánh, tuyên bố là các anh được gia hạn cải tạo lần thứ nhất thêm một kỳ ba năm nữa. Như vậy có nghĩa là việc Cộng muốn cho về hồi nào thì về, không có luật lệ gì cho đám cải tạo chúng tôi. Khuôn mặt nào khuôn mặt nấy đầy đâm chiêu, lo lắng, gây ra căng thẳng khó chịu, nên Lê Quang Nồng đại chiến với sáu phan rang, làm tôi phải nhào vô can vì sáu mặt đỏ chơi nguyên cái chai vô đầu Lê Quang Nồng, máu me đầm đìa lại thêm phải nằm trong xà lim có cửa khóa và chỉ có nằm nghiêng chứ không thể nào nằm ngửa ra được vì đông quá nên sức khỏe xuống cấp trầm trọng trong cái không khí ngột thở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lại có tin cán bộ tổng trại tám tù binh ra đòi nợ tiền đã mua thuốc lá vàng cỏ cho anh em chiều hôm đó các đội trưởng nhận được lệnh của trại là ngày mai đội trưởng không đi làm và đề cử vài anh đại diện sáng mai gặp Hồng Thọt, trung úy chính trị viên khu B, tổng trại 8 trên hội trường để giải quyết nợ nần. Mọi người bàn tán xôn xao, không hiểu là nợ gì. Nhưng cũng cười trong lòng là vì ai nấy trên răng dưới dế thì lấy gì mà trả. Không trả thì làm gì nhau. Trước khi đi làm các anh còn dặn mọi người thật kỹ là tụi tao không có thiếu nợ gì hết. Liệu lên gặp Hồng Thọt mà nói. Khi gặp Hồng Thọt tại hội trường, hắn nói. Báo cáo với các anh, chúng tôi ra đây để lấy lại số tiền mà Tổng Trại Tám đã mua thuốc lá vàng cỏ, kem đánh răng. Tiền này mua dư cho các anh. Như các anh đã biết, chuyện quản lý của Tổng Trại Tám do một mình trung sĩ tiền đảm trách. Mà trình độ văn hóa của anh Tiền thì lớp 3 có dư, nhưng lớp 4 thì chưa tới. Cho nên trong tính toán, anh có để thâm hụt một số tiền. Quý vừa rồi bên thương nghiệp chịu bán cho trại một số thuốc lá theo tiêu chuẩn. Thấy rẻ anh Tiền đã ứng tiền sinh hoạt phí của các anh trong quý này để mua và cấp cho mỗi anh 12 gói thuốc vàm cỏ. Không ngờ đến quý này các anh đã chuyển trại cho nên anh Tiền bị hụt số tiền mà anh đã ứng trước. Vậy nay chúng tôi ra đây trước là thăm sức khỏe của các anh, sau là để xin lại số tiền thuốc lá mà các anh đã nhận. Dưới này các tù cải tạo đại diện nhau nhau lên. Trung úy Lê Trung Dị giơ tay đứng dậy xin phát biểu ý kiến. Thấy bản mặt của Trung úy Dị thì cán bộ Hồng xua tay. Anh Dị không được ý kiến, rồi cán bộ hồng nhìn lại những người đang dơ tay thì thấy có khối trưởng lợi thì mừng quá. Nhờ Trung Ý lợi phát biểu trước. Trung úy lợi nói trước đây trại bắt chúng tôi đóng mỗi người 1,5 đồng để mua cái máy cày hiệu quay. Nói rằng cùng nhau đầu tư mua tàu máy móc sản xuất. Tiền lời sau khi thu hoạch sẽ chia đều cho anh em. Nay chúng tôi không thấy trại nói năng gì đến chiếc máy cày và tiền lời do máy cày làm ra. Ngoài ra bày bò 60 con của trại là do ngắt bớt tiền ăn của chúng tôi mà có. Bây giờ bày bò thuộc về ai? Nếu tổng trại tám trả tiền đó cho chúng tôi thì chúng tôi trả tiền thuốc lá. Còn không trả thì bán mấy cày, bán bò mà trừ. Cán bộ hầm bối rối không trả lời nổi. Bèn khỏa lấp bằng cách chỉ tay mời tôi phát biểu. Sau cái đằng hắn lấy giọng. Hồi nãy giờ ngồi bên dưới nghe đã nổi xung thiên rồi, nên phản ngay. Từ xưa tới nay trong lịch sử nhân loại chưa có trại tù nào mà giám thị đi đòi tiền nợ của tù cả. Thật vô lý. Anh em nhau nhau lên tán thưởng, giúp thêm khí thế. Tôi đồng ý các lời phát biểu của anh Lợi. Tiền tổng trại tám còn nợ anh em chúng tôi quá nhiều, đã không trả lại còn ra đây đòi hồng thọt tím cả mặt cà lâm không nói cho xuân câu để gỡ gạt anh ta chỉ lê đình thái phát biểu hy vọng tay này đứng về phe hắn ta lúc cán bộ hồng mời trung úy thái thì anh em xì xào phản đối e rằng tên này thù ghét anh em nên sẽ đứng về phía cán bộ hồng nhưng không ngờ trung úy thái nói Chúng tôi vào trong này thì không thể nào làm ra tiền mà trả cho các anh. Ngoài kia vợ tôi chạy tiền nuôi con cũng không ra thì lấy đâu mà trả? Chỉ có nước là vợ tôi phải đi làm gái mới có tiền mà trả. Cả hội trường ồ lên tán thưởng. Nhiều người thúc cùi chỏ vào nhau để tỏ ý, thằng này coi vậy mà được quá đi chứ. Tới đây, trưởng giám thị trại A30 là trung tá công an Trần Đức Hạnh, giơ tay ra hiệu giữ im lặng rồi nói: Các anh không phải lo không có tiền trả. Nếu các anh quả thật có nợ bên quân đội thì trại sẽ trừ dần trong số tiền ăn của các anh để trả. Vậy các anh cho biết các anh có nợ hay không để trại tính. Chúng tôi nhất trí cương quyết là chẳng những không mắc nợ tổng trại 8, mà trái lại tổng trại 8 còn nợ chúng tôi một số tiền lớn. Cán bộ Hồng tức điên người. Anh ta sổ ra một tràng nguyền rủa Nào là chưa qua hết cầu đã rút ván. Các anh đừng có tưởng là đã qua cầu mà rút nhịp. Các anh chưa qua cầu đâu. Toàn phun ra những lời đe dọa, Ban trưởng Trần Đức Hạnh tuyên bố Như thế các anh không có nợ tổng trại 8 nên không cần phải trả. Hồng thọt, cây đắng đứng dậy ra về, không thèm chào anh em. Chiều tối anh em đi làm về, đội họp thông báo kết quả cuộc gặp Hồng thọt. Trung úy Hoàng Chiến Trường biểu dương Trung úy Sơn. Anh uống trà không, em đi vô cầu tiêu em nấu nước pha trà cho anh uống. Chả là trong 30 điều nội quy của trại có một điều không cho nấu nướng trong phòng giam. Do đó mấy tay ghiền trà ưa nhặt bao plastic rồi vào cầu tiêu đốt lên, hơ dưới đáy lon gô để nấu nước pha trà. Pha trà để mời những người nào mà mình cho là tri âm tri kỷ. Nhưng hễ có chuyện pha trà trong phòng thì nhà trưởng phải chịu trách nhiệm. Thường thì nhà trưởng lơ đi coi như không biết chuyện gì xảy ra trong nhà cầu, miễn không có thằng nào báo cáo. Trung úy trường đùa kiểu này thì có anten nó báo cho quản giáo thì bị cùng cả đám. Nhưng anh em đang còn hứng chí, cho nên cứ muốn đùa nữa. Lại có tiếng của Trung úy nòng. Hí hí, anh Sơn, anh không muốn uống trà thì em hát cho anh nghe bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, anh chịu không? Tôi chắp tay lạy mấy cha. Thôi đi mấy cha. Rồi tôi chỉ thẳng vào Trung Úy nằm nói: Tôi biết bữa nay anh nằm với anh Trắc thằng Quý là khoái nhất, vì tôi đã hạ được Hồng thọt dùm các anh. Nghe câu này thì cả đội chạnh nhớ tới hình ảnh cán bộ Hồng thọt rút súng lên đạn, bắt ba người trốn trại phải quỳ hồi còn ở Hàm Trí, vào buổi trưa hôm Chủ nhật anh em đã quên nhưng tôi không quên hôm nay thế ba tay này trả thù hầm thọc cho nó biết lễ độ với người sĩ quan việt nam cộng hòa cho dù tù tội họ vẫn còn có tư cách tự nhiên không khí đang vui chợt trầm hẳn xuống mọi người liếc nhìn hai khuôn mặt đang gầm gầm của trắc quý quay lại chuyện tên lê đại giám đốc công an tỉnh phú khánh xuống trại thuyết pháp nhằm giải độc vì sợ chúng tôi nổi loạn. Chúng tôi có đặt thẳng những câu hỏi như: Cách mạng có nói láo hay không khi hứa với chúng tôi sau 3 năm lao động tốt sẽ cho về? Đại tá công an tìm cách lẩn tránh, giải thích rằng tình hình biến chuyển bên ngoài rất khó khăn, các anh ở đây an toàn hơn. Thôi thì cái chậu chim lòng không biết ngày nào mới được về nhà chỉ còn tìm cơ hội rồi vượt trại nếu chúng không chịu thả về